năm. Con này nó đang bị bắt đấy. Ôi bắt nó biến màu luôn đấy. Cái quả dưa hấu vuông này chắc là đắt lắm mà. Ôi trời ơi, giá 20.000. Wow. Hiểm thật đấy. À, yeah. Nó nhảy ghê thế nhỉ. Sừng trâu. Ui, vừa nói xong lao thật. Trời ơi, bắt con kia thì đến đời nào mới bay ra được cái con này. Trời ơi, không có chỗ để đi luôn. Trời ơi, này ra tay. Trời ơi. Ấy, lần đó. Nó dừng lại cái là từ trên trời rơi xuống. Phát lại rơi luôn xuống ngậm cái chứ. Lấy lên. Còn con nào nữa cả. Còn một con nữa đấy. Đấy mà. Đó, đã trúng một. Ui, chết 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 chết. Phải chạy ấy. Nhảy khỏe chưa. Chui ra rồi này. Ui. Cái con boss này nó quá luôn.
Tiếc cái quả bom mới thế nhở. Cái con dấu này bé nhá, lại còn đeo kính râm nữa. Cứ có hai xuất hiện này. Ôi, trời ơi. Cấp nhất luôn con này. To. Siêu to. Còn là một gai nữa chứ. Hai cái lông mày ghê nhở. Trời ơi, may mà mình chạy nhanh ấy. Con bot rồi.